anh em comment tên Nguyễn Minh Đạt đầy kia mà Đạt không giúp. Giải quyết kìa. Gì đấy, gửi anh cái Toàn gì Nguyễn đấy? Minh Đạt, Nguyễn Minh Đạt không à? Toàn Nguyễn Minh Đạt không. Toàn là Nguyễn Minh Đạt. Idol rồi. Sau này view anh tầm 20-30 view, 50 view, 100 view, sau đấy cũng cũng hít được tí đúng không? Rồi tao bạn em mới gửi gì? Mày gửi anh sách à? Cái gì ấy? Cái gì? Chị Vân. Nạp đi, khoe cái gì, nó có 150 mấy Nó triệu cái gì? nữa. Chờ anh Nó em nói comment thôi giúp đi mà. còn toàn Nguyễn Minh Đạt không kìa, mày lên stream mày xem toàn Nguyễn Minh Đạt. Một phát hai Trời củ đi Đạt ơi. Cũng mà xin. Xin luôn thề một một lần thôi. Một lần duy nhất trong cuộc đời luôn. Cậu má chắc thì chắc đấm nổ nhà không trời. À không, không nên. Hai kìa, toàn Nguyễn Minh Đạt không kìa, trời ơi. củ đi Đạt ơi. Coi như donate cho anh đi, donate cho anh đi, donate cho anh với lại Hai vô củ chắc tô không phép vô tích á. nào. Không lẽ Đạt không đẹp cho lên trai. bậy má trời ơi. Làm kinh phí thì giúp tiếp. Bây giờ hết tiền rồi. Trời ơi. Giờ còn Đạt đẹp cho tao mấy trai, triệu hết tiền Đạt rồi. rất đẹp trai, Đạt đẹp trai. Cái này thì Ừ, có người cho yêu tao mấy sớm triệu. thôi, cái này có người yêu sớm thôi. Đạt hai củ. Trời. Vãi Minh chửi. Đạt à? Nguyễn Minh Đạt gửi kết bạn rồi quay quay sếp đây giờ mà sếp. Mày lên xem stream của anh kìa, Tech Wow, Nguyễn Minh Đạt giang hồ quá. Anh em đang kêu gọi Nguyễn Minh Đạt kìa. Đạt 10 điểm. Đạt nát trong nghi. Nguyễn Minh Đạt ơi đi bắn người xong ấy đi gạ solo call xong vô bắn xong ba thằng nhảy vô giết xong bỏ trốn. À lát Đẩy là nghĩ tiếp không? đẩy phát Chưa. nữa đi đã, từ từ để cho lên bậc 7 cho nó khoai chí Để từ nào. từ nè, em cũng phải trả trả nhà từ dưới quê nè, từ dưới quê em tưởng nhà gần 100 triệu nữa. Thế mai nhá. Ồ. Để mai Anh nha, mai hỗ trợ phát đi. chín chín mai anh chín đặt, mốt. anh đặt caviar, đặt búp. Tiền tiền dưới quê em 96, 97 rồi. 697 còn năm mấy, còn năm mấy đó Rồi, kìa. còn năm Còn mấy mấy số nữa. mấy vậy? Còn có em 96, 97 tiền còn phải chi ra nữa. Còn có 119 triệu à. Nguyễn Minh Ôi. Đạt, Kinh điên rồi em mới Đạt 35 trời tỷ. ơi. Johnny Đạt thì mình. Còn là Super Kéo một bé Nguyễn Minh Minh Đạt với Dương Hồng Đạt, Dương Hồng Vân. Vân. Gì mày vọng ghê vậy? Anh em comment Mão yêu Vân. Đọc ID tặng gà nhá mọi người nhá. Vâng, có người yêu kìa. Để mốt mà mình Để sẽ mốt tặng mà mỗi mình bạn sẽ trên tặng kênh giỏ là lão bạn giỏ bạn lão con một máy bay bài. con máy bay. Bảo giờ nó có Bảo điều giờ nó có xong biết điều tay thôi, biết tay thôi, biết tay thôi. Mấy thằng Đạt mấy thằng Đạt vẫn nó vọng vẫn quá. vang vãi chưởng luôn đấy. Nè nè bây giờ em tắt mic nè, giờ ai nói coi vọng nha. Rồi. Alo. 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 Chờ Đâu? có ai vọng Chết cả. rồi đó. Coi anh mở vọng xíu. Em mã hơi hơi vọng à? Mã Mở hơi yêu hơi Vân. vọng Mã hơi yêu xíu. Vân. Xíu. Vâng cùng vọng, bây giờ Vọng cả vọng ba, bây viết giờ lên cả đi. ba vọng. Viết lên đi. Đạt, Đạt, Mão với lại Mão Mão với với lại lại đi. viết lên đi. Super Super vọng vọng luôn. luôn. Ơi, xuống lên đi. Alo. À mày là xuống lên À mày đây. là Alo. Mở tao vẫn đéo vọng nữa. Mão, Ok, Mão. vãi trưởng. Đâu có Cho. vọng đâu. Alo, Alo. alo. Có. Alo Có vọng alo. quá. Mã Hết yêu rồi, Vân. hết rồi. Bây giờ tất cả im lặng để bây giờ để cho test nói thôi. Alo. Đó, rồi, hiểu. Quay. Hiểu rồi, anh Mão rồi đó, anh Mão rồi. Quên Mão là dính anh Mão rồi. Ờ, anh Mão tắt là hết rồi đó. Hết, hết, hết. Hết hết Để hết 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 thế để anh hết hết reset hết lại game vậy. Ok, sao đặt yêu Vân lỗi rồi hỏng cái gì đặt rồi. đi văn kỳ cái gì học đặt hết rồi hết rồi rồi. Cảm ơn mọi người nhiều nhá, cảm ơn anh em, rất cảm ơn anh em clan Fakea. Chúc chúc anh em càng ngày càng có những thứ gọi là tốt đẹp. Đây rồi. Comment. Ôi trời. Alo 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 check 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 check.
Chị alo một tên alo alo taxi chắc chém chết mình quá chứ. Alo alo. Hết Ủa hết chưa? rồi hết rồi. Taxi. Ừ, ok. Hết rồi. Chim khám khu vực cờ. Ấy chưa Phải Mão liên có người yêu, Mão chém. lúc nào Mão đâu có người yêu đâu. Alo. Có mà Anh Mão có giấu. người yêu rồi mà. Anh Mão có Không. nguyên gì rồi mà. Qua Anh Mão mới có nguyên gì đâu. Mày bị điên à? Người yêu của Dũng mà. Anh có biết Hôm đâu. qua em vừa vào, hôm qua em vừa vào. Này người yêu mới của anh nó đây à? Là bảo không có đi. Người Anh yêu bảo của là bảo không có đi. Dũng, người yêu của Dũng là tôi. Bây giờ chuyển sang Yêu Vân rồi. Ui trời Vân là chuyện của gì? em. Ok, Tên là cậu Văn, anh đổi tên Văn ơi. Văn đổi tên đi thế Văn. thế Đạt nữa, thế Đạt qua clan này đi. không Tên này là Mai chuẩn bị sắp xếp đổi tên bốn bốn đứa kinh này nè. nói chung là nick của thằng Đạt hiện tại anh đang cầm á, là nó đang ở trong clan của em rồi, nên là sau này là thằng Đạt nó ấy, sau này thằng Đạt nó bán cái nick, nó Này bán cho cái anh nick, nó bán cái nick cá sáu này, xong rồi nó về cái bạc bảy là nó sẽ ở trong clan mình rồi. đồ má nó bán Đâu, mày đồ má, sáng trưa chiều anh đưa cái ạt đó, đưa ạt em của nó về cho combo băng. quay clip, Mã cho Yêu mượn cái Vân. ạt của anh Đạt hoặc quay clip. Mày ạt mày có đồ phối không Đạt? À, Đồ nào phối ạt phối đẹp nào? đẹp đẹp ạt mày á, có cái đồ mua phối phối mà nhìn cái mấy cái áo mà giống như năm trật cũ kìa, cái áo mà có cái đầu đội á, Áo năm chục phối đồ củ. á. Hai chục ba chục thôi. Giống áo nè hả? Trời ơi, Mã Có Yêu cái áo Vân khác thế này nữa, thì áo hỏng khác nữa. rồi. Thế làm sao tôi có người yêu đây? Vân không yêu Mấy tôi áo đâu trắng trắng mà ơi. ngầu ngầu kìa. Vân có Tôi yêu mặc tôi hết mấy cái áo đâu. xem thử, xem cho từng áo nè. Cái này mà Anh Vân xem không, áo của Mão á. cái này mà Vân không yêu tôi thì Vân chịu trách nhiệm nhá. Bởi vì anh em comment nhiều lắm rồi đấy. Tôi mà thôi ế một phát là Vân chịu trách nhiệm đấy. Không yêu thì có nhiều chị không yêu. Không, chỉ có Yêu Vân Rồi, thôi. chết chưa, chết chưa, chết chưa, chết chưa, chết Vân ở chưa. Hà Nội à? Không, Vân ở Hà Nội à? không. Chứ Vân ở Vân ở đâu? miền Nam. Miền Nam. Miền Nam thì để cho trời em anh ơi. xa lên. Em miền Nam. Nói chung Vân miền là Nam chỗ Yêu nào? Vân xa rồi. Anh không ngại vào trong đấy đâu. À rồi rồi. Chỉ cần có lý do. Vâng ơi, chị Vân ở miền Nam ở chỗ nào á? Mà Yêu Vân Ở Bình Dương. Vân yêu taxi. Bình Dương á. Ở kìa. Sao lại bắt yêu Em taxi? ở em ở quận Không. 1. Em có nhà ở Củ Chi. Ra Xa. ra Xa. ra xe hơi em ở bên quận 8. Giờ em đang ở nhà Quang Trung. Nhưng mà nói chung là bây giờ Đạt 500 kìa, anh em comment nhiều quá nhiều, bây giờ lẽ là Đạt Trời. mấy cái bộ Chết áo của tech chưa đẹp thế nhỉ. anh. Áo này đẹp anh, áo này cũng trong cái hòm mà ra đó. Kêu chị Vân ở đâu giúp em. Thôi Vân, để qua tôi phải được qua nhà Vân trước. Hả? Quan nghe, đây Buồn sao của mà. Lâm Mão. Để em dẫn Vân đi uống Starbucks nè. À lâu rồi em thèm Starbucks quá. Được nhỉ, em giúp anh á. Ok, đừng đừng đừng, không, anh không thích giúp kiểu đấy em ạ. Vì lê vãi cái đạt 500 triệu. Now I don't have money. I have money vào những ngày mà Bitcoin nó không sập sàn. Đấy, thấy không? Chứng tỏ đây là Để mình chọn này gọi hên xui đấy. đây Chuyện chơi Bitcoin á. là đặt bắp rồi anh em ạ. Đặt ơi rồi. Wow, anh em mình vào làm game cho nóng người tí nào. Anh em ngồi đợi nãy Vô giờ. vô Anh vô nè. Cho nóng người tí nè. em ngồi đợi nãy giờ rồi. Lên đồ lên đồ lên đồ lên đồ lên đồ lên Ôi, đồ. không có hứng bằng Đạt 7 cũng được. làm nhẹ phát. Mặc combo băng lên anh em ơi. Đây. À Combo đây mà. băng. Ôi, biết khoe xe rồi. Toàn Khánh Lê gà của em đâu. Ngày mai anh tặng gà của em nhá. Anh tặng gà cho em nhá. Hiện tại em không on thì lại không tặng gà được. Cái đó. Quá giàu luôn anh em ạ. Thằng kia quá giàu luôn. Trời, anh đi giờ quá, đi về giúp tôi đi mà. Đi Giờ mọi người donate cho anh Mão mỗi người 20.000. Tôi donate Mão 500 là đủ cho tôi test lên quân 7. Cái gì cơ? Từ từ, cái gì cơ? Hả? Em có nói gì đâu, em nói Rồi đến chơi. 20, nãy là 10 mới quay lại.
Thì nãy Đạt nói á, mọi người donate 20, xong thanh niên kia donate 500 vô, đủ lên bằng 7. Hiểu À, hiểu hiểu chưa? Để thêm hiểu. 500, cho thêm 5, 5 lốt Rồi, ok, anh đi. cảm ơn Khánh Lê đã gửi anh Momo 20.000 nha. Ui, cảm ơn Thanh Tùng đã gửi anh 20.000 nha. Ui, cảm ơn Khánh đã gửi anh 30.000 nha, cảm ơn em. Ui, cảm ơn Thi Lê nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi anh tiền. Ui, ôi, được 100.000 rồi. Cảm ơn tất lên cả đã mọi người nhá. Bây rồi, thêm ok, năm xin lốt được nữa, kiểu đạt nữa thôi. đạt năm lốt đã Ui, cảm ơn Dinh Dinh đã gửi anh 50.000 nha, cảm ơn em. đúng Cảm ơn em nhiều nhiều nhá. Cảm ơn Dinh Dinh nhá. được đi trà sữa Ui, cảm ơn Huy Lê đã gửi anh 50 sao nhá, cảm ơn em. Cảm ơn rất nhiều luôn. Rồi, bây giờ chỉ thì còn con mỗi xin thêm đạt nữa trà thôi. sữa kìa, Trà đã sữa nhấc à? ra Thôi, để cho anh inbox cho anh đi. Ở kia Đạt, alo. Đâu Đạt, thằng Đạt mất mic rồi. Mình Đạt đã gửi bạn anh thì sao? Chán thằng em thật đấy. anh ấy Làm kèo ngay hai đi mấy người ngàn ta đô luôn đấy nhá. anh hai ngàn hai ngàn sao á 2.000 sao không đọc comment em ơi. Đau cả đầu ấy, thể tôi không hiểu kiểu gì anh em ạ. Mình rời xa nhé, hãy đi đây. Gì gì đã gửi bạn 2.000 sao VC. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã gửi mình tiền ảo nhá. Các bạn hãy tội trong Không nhưng khổ mà mà hãy làm vua hồ. thôi, bây giờ như này đi, bây giờ là chơi trò cũ, mời mấy người lùi vô solo kho xong bắn nốt trốn, bắn xong bỏ trốn Chào 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 chơi, chào. nhưng mà lại phải có chơi. băng bảy. Nhưng mà tự nhiên bây giờ tự nhiên có hai thằng băng bảy, Rồi, một thằng ok. băng 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 sáu thì nó hơi buồn cười thì đúng không? Ủa Rồi, anh sẽ băng bảy. à anh nói gì vậy? À, anh nhìn khẩu khẩu súng em khẩu gì? Thì nói chung là mày cũng phải có băng 7 để mà mày chơi được chứ, mày cầm khẩu súng đấy thì ai cho mày chơi đúng Băng đấy, 7 thì mới được chơi. đúng rồi, có băng 7 thì mới được chơi Ai thì cầm băng 7 rồi, giúp băng 7 đi. Mọi người vô test cho, mọi người donate cho vô test, mọi người 50k đi kìa. Chứ tôi hết tiền rồi, Lấy sắp Khánh sàng quả đứt con rồi. đâu đã gửi cậu được ra mới của mấy phó trăm băng. triệu Mày... Ai mà có 143 sợ thật. mà Tôi không có, em không có Chầm máu kho số 1 bước chi Minh Đạt. À cha, mình lên được top 15 rồi này. Khét nhỉ. Mình đạt donate chịu chỉ cho cách bắn bắn cực dính. Đúng rồi, mùa sau lên 10 chấm luôn. Bắn kho bao dính, nhảy bao dính là mùa sau cày KD luôn nếu mà chơi khác. Tô KD thì nó dễ quá, nghề mình. Mấy mùa trước em mười mấy chấm mà. Một Mùa tiếng 10 này chấm à. mùa này dễ mà Mùa sao? này săn hốc. Mùa này săn hốc, mùa này chơi săn hốc anh. Mùa này không chơi map ai nhiều. Em vẫn bằng một anh ạ. Nghĩa Chùi anh em gửi toàn tiền mấy tỷ không phải sợ thật ý anh em ạ. gì Anh em toàn toàn đô đít 35 tỷ không này chết rồi. Ông kia làm Tôi quà tưởng 1 đến đọc tỷ sao comment nữa đấy. chứ. Mày ra mày đọc một bên rồi Chị đâu Vân lại sao? rồi Có chả. tỷ Chị sao? Vân ơi. Chị Vân. Nè. Chị sinh năm bao nhiêu vậy? Hai cái tư. K bốn. À K 4 em K 5 thì em với chị hợp nhau rồi đó. Đỡ. Khẹt nha, khẹt nha. Khẹt. Hello Nay, ra Em TV thì nha. Em có bằng lái máy bay rồi. Em có bằng lái máy bay rồi. Em Hỏi cơ trưởng. hỏi ai cấp thì cứ bảo anh Mão cấp. Không có anh Mão thì anh Mão đang 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 học em làm cơ trưởng thôi, Mão đang làm cơ phó kìa. Khánh Toàn Lê đã chết donate chết cho chết chết vô chết test năm cũ. Nè, chết là kẹo này em khó rồi em ơi. Thì kẹo này không biết không rồi. được rồi đấy có mẫu rồi khá là buồn. Khá là buồn đến vị trí của Vortex khi mà hôm trước là gần 2KOC ra lượng bán giờ không ra được cái nào. làm bán ngon rồi thôi bỏ game để chơi nữa. Anh Ủa em giao lưu với Văn Sinh đi nha, giao lưu em với Văn Sinh đi lúc này em ở đâu mày, thôi chờ em vô mày khu bỏ chơi anh giải à, tỏa nó buồn mày bỏ anh à có bỏ đâu đang thế... còn bên anh mà không Văn thế Sinh thôi bên anh mà nào.
Thế thôi để Vân đi đua SWAT đây. Đạt Được, đi ra chơi chơi. chim này, ra chơi chim này. Ok. Rồi, ra chơi chim. Em vô khui chơi chung với Vô Tết đây. Rồi ok. À, đây à, anh với lại vô sinh đua SWAT nè. Đồ quay ra, Ok nhớ ra. ok. À, Vô Tết, Vô Tết, Vô Tết. Vô Tết. Đi Sao? hai hai nếu mình đi đi gã kho, đi gã kho cái cuối cùng hai mình vô bắn đó. Đi không, đi không? Hai đứa đi đi, tí nữa anh vào, tí nữa anh bắt tầm hai game nữa là anh họp rồi. Xong rồi hai đứa mình Em còn ba dư đứa 5 ngày mình tao phỏng luôn mà. Má được ghê mày, thôi ra 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 làm, ra làm cái chỉ còn hai đứa mình thôi em ạ. Em muốn gì, nói gì không, nói gì đấy. nói gì giờ? Ui tôi chơi gái tôi run lắm mèo ạ. Không biết nói gì luôn mấy ông, có gì mấy ông chỉ tôi cách nói chuyện nhá, để thề luôn tôi không biết nói gì anh em ơi. Vân này, Vân, Vân ơi, mấy ông chỉ tôi cách bắn gái nha mấy ông nhá. Vân ơi, alo, Vân ơi, không biết rồi. Bring up voice chat. Không bé bị, không bé không, không bé không có biết luôn. Mark the location. Một chat gì ở trời. Alo. Đây rồi, đây rồi, có biết rồi. Để thôi thằng gái thì em xử nhá. Ok, em bỏ anh hả? Vâng ơi. Alo. Bring up voice chat. Chat. Vâng ơi. À đây rồi, đây rồi. Máy bay ổn quá. Em ăn cơm chưa? Thôi em được ăn cơm nữa. Em ăn anh này. Em chưa 18 mà không, không sao, anh đợi được mà. Chủ yếu là em có đồng ý làm vợ của anh không, chứ thời gian đối với anh không quan trọng, em hiểu không? Em ăn cơm chưa? Hey, tốt tốt tốt. Anh đô SWAT. Anh đô SWAT mà. Nghe là biết tất cả đấy. Bảo vào lõm ra bên rồi mày, rồi 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 rồi. Ui, đốc hai mà bị thằng kia két hết rồi. Ô, đốc hai vậy anh em ơi. Anh hết máu Vân ơi. Em ơi. Em có máu cho anh xin có máu. Ui, nó khét của anh rồi. Khét của anh rồi. Chùi dựa lại đây mày. Chùi dựa lại. Cô gái tăng sức mạnh nhân hai liền. Phải thế em ạ. Hello Kiệt nha, chịu off em ơi. Chỗ mặt này, chỗ mặt này. Chạy kìa.
chui ra em ơi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Anh còn 30 viên đạn xanh. Quá căng. Đạn bên bên nó chậm quá. Qua đây, qua đây, qua đây. Thề nhá, tôi để chế độ đơn mấy ông ơi. Ê, tôi để chế độ đơn kìa. Xin slot điếc một tay được không anh? Ui, anh đang đùa xấu quát với lại người yêu tương lai của anh em ạ. Ở kìa cái gì mà ở kìa, bà là của tôi rồi nhá. Không được, ở kìa. Quá đen rồi anh em ơi, quả đấy có lẽ quả đấy mà không để cho độ đơn là ngon rồi. Ở kìa kìa, sợ em lại nói thế, anh đã làm gì có ai đâu. Hôm qua, là cái bạn nữ đấy là bạn là người yêu của Dũng Quang Minh, anh em hiểu không? Đấy, mình chỉ trêu thôi. Còn đây thì giới thiệu đi. Còn đây mình mới là thật này, đây mới là người yêu thật của mình. Anh em cứ suốt ngày anh em cứ bảo mình nhiều người yêu trong khi đấy mình chả có ai yêu. Không hiểu anh em, thề luôn nhá. Nếu không muốn tôi có người yêu à? Tôi mà có người yêu thì tôi sẽ tạo nhiều content hơn. Đấy. Ồ thật mà, bạn nữ hôm qua bạn là người yêu của Dũng mà. Anh ơi, mọi người không biết à? Hôm qua mình cũng không biết. Mình cũng đang định trêu thôi. Hôm cuối cùng là người yêu của Dũng. Trêu yêu bạn không được rồi. Chủ Mão hôm nay đòi hôn cả team. Ui. Không. Cái đấy là không phải là chủ đòi hôn mà là anh à. Kiểu cho anh em có một cái động lực cái đấy, em hiểu không? À, cho động lực hơn từ ngày gì? Ừ, ba thằng con trai mà, ba thằng con trai. Trời ơi, có gái đâu. Trai gái như nhau mà. Gì thì hôn gái thì ăn nhiều gái, còn con trai thì ăn nhiều trai. Dội. Đi này, để xem mặt nhau luôn. Lên xe đi. Hello tất cả mọi người nhé, mọi người đã xem like được với để lại cho xin một like và một share một cố. Watch out, watch out. Chỉ có xe bốn kia dễ ra nói chuyện. Chẳng ổn quá, anh không nghe gì cả. Rồi anh Mão này biết rồi mọi người ạ. Trời ơi con người mà em. Con người phải biết rồi chứ. À trận này anh em lên kèo cho mình đi. Thì có một đồng tay anh em ơi. Tạo content dẫn người yêu tương lai Blue Squad lần thứ 1. Dựa nhà mình. Thế quả đấy là đáng lẽ là được 6 kill anh em ạ. Hai kill cũng bị kẹt. Khá là đẹp rồi. Đây trước mặt này em ơi, trước mặt này. Quay lại bắn nhau luôn đi. Quay lại chiếm ở kia luôn. Lại lũ sắc mod nó kiếm ít đồ vậy. Watch out. Người yêu của anh phải sinh gái em hiểu không? Ồ, lại là gái sinh anh yêu gì?
Triệu Vân. Ơ, anh tưởng thằng này nó bò chứ. Ơ, tưởng thằng này nó nốc rồi. Ôi, thằng này nó nằm giống bò vãi chưởng anh em ạ. Ui, toàn mấy thằng rong dưa đấy. Ui. Không phải không ạ, tôi chỉ bắn nhựa thôi. Chế độ quan sát. Tôi chỉ bắn kiểu ấy thôi bạn ạ. Mấy ông biết không? Mấy tôi chỉ trả vờ là tôi bắn ngu thôi để cho Vân gánh tôi thôi. Hello Tùng Lâm nhá. Hơ đen rùi. Quá đen luôn. Nhân hai công lực chán quá. Bây giờ làm lại này mấy ông ơi, làm lại đi. Quá tham ba bận mà đúng không? Đâu phải là bà bắn ngu đâu, chẳng qua là tôi thử lòng thôi, thử lòng Vân xem thử như nào thôi. Ôi trời. Em đếm từ 1 đến 5 đi. Nếu mà em đếm chuẩn là em làm điều của anh. Đếm. Đếm từ 1 đến 5 đi. 1 2 3 5 1 2 3 5. Anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, em hãy lấy nó mấy ngày đi. Kiểu nào cũng dính em ơi. Kiểu nào cũng dính cả. Chú nhỏ P gặp bão Ga Bên nhá. Ghê hả? Anh tin tưởng anh. À chà. Mấy ông nghe gì không? Em tin tưởng anh mà. Lẽ bây giờ tôi phải tập trung tôi bằng nhá mấy ông nhá. Tôi sẽ không đọc comment nhá mọi người nhá. Cho này bắn thật cha hát luôn. Nhưng mà Vân biết gì không? Alo. Từ khi mà anh nói chuyện với em ấy, tự nhiên anh bị tiểu đường em ạ. Em biết tại sao không? Em biết tại sao không? Bởi vì giọng em ngọt ấy. Em ăn cơm chưa? Mẹ mỗi câu một hỏi. Chết thật. Chui vào nhà luôn này. Chui vào. Bốn thằng kiểu thằng chui à. Có đã rồi. Ôi chết rồi, anh lên trên đồi rồi. Ơ em phải mát xuống. Ui. Ui kiểu cái. Em chết rồi. Nó nhặt được súng trước em. Ui. Ở bên kia nó bắn kìa em ơi. Đèn quá đèn. Ông lắm, loạn lắm. Ok lại vậy. Ui chỗ, chỗ này còn xe này. Ok sao hai đứa cách biệt nhau thế? Xa nhau thế? Bảo âm mưu quá. Tắt like đi, phát cầm chó trên like. Quá không thích đâu anh ơi. Ôi, cái gì đấy? Sai ở đây. Quả cân 2 hợp lý không? Không
nhưng mà bằng đấy lượm được 30 viên đạn hả? À? Tại em lượm hết 30 viên của nó. À 60 viên. Chơi hát đi, ok em ơi, chọn này cố gắng chơi hát. Nhưng mà gặp người thì vẫn bắn anh em ạ. Tôi không sợ, kiểu tôi không cởi danh ấy là tôi cũng không rén. Mình có kỹ năng mà. Chết, chết ngu thì ra làm cái mớ thôi đúng không? Em vào nhà giữa cáu thật sự anh ạ, toàn gặp kê. Tất nhiên rồi, vào trong đấy toàn kiểu thằng nào chạy ngu phát chết luôn mà. Nó ngồi im không nghe được tiếng chân đấy. Vâng, đợi anh tí nhá, anh loot xong chỗ này xong rồi anh phi ngựa sang rước em. Có ngựa luôn. Có ngựa luôn. Thôi cưỡi voi đi anh. Cưỡi voi à? Cưỡi voi thích, cho nó. Em thích cưỡi voi là có voi luôn. Mẹ, lại lại thằng Khánh toàn lê kìa, mày chát cái gì đấy em ơi. Cái gì hợp môi cao su nao vai 49. Thằng nào bày bọn mày cái ngôn ngữ đấy vậy? Alo. Ai thì có anh cái. Thề ngôn ngữ khó chịu vậy. Hello tất cả mọi người nhá. Anh em đang xem live đừng quên để lại cho em xin một like nha mọi người ơi. Ôi là lúc cũng thuộc thích ác rồi đấy. Em có muốn bắt đạn thêm chưa? Chưa có gì hết. Em biết là em thiếu cái gì đúng không? Cái gì mình thiếu ấy? Em thiếu anh đấy. Đây, để anh phi ngựa sang đỏ cho em nhé. Hờ mốc cạo. Không, anh không đọc nó đâu. Sự anh muốn tách được được không? Em được chị đó kết bạn rồi ạ. Ui sướng thế, anh còn chưa được kết bạn em ạ. Ngôn ngữ clan mình. Anh ở trong clan mà anh vẫn chưa biết được ngôn ngữ đấy là ngôn ngữ gì luôn ấy. Ngôn ngữ mồm của clan Fakea. Anh em bên cái lan phách vui tính vã trưởng. Nào lên xe vợ ơi, anh em bé ấy. Tôi gửi cái biểu quen mồm với ông ạ. Không. Kiểu những cái kiểu những người dễ thương như em á. Anh cứ bị nhầm em là vợ anh. Anh cứ tưởng là chúng mình đã cưới nhau từ lâu rồi. Không, chỉ có em thôi. Anh báo cho em có thể đổi tên, anh đổi tên Fakea luôn. Em ạ, anh không có quyền nhé em ơi. Bởi vì anh vào anh chỉ là thành viên thôi em ạ. Anh không có gì ở trong clan cả. Sang ở bên dưới anh em. Bắt lại thêm anh vứt ở dưới luôn. Bám vào 4 vứt ở dưới luôn. Người nhá.
À, lại đến lượt thằng Jin nữa rồi. Cái gì vậy em ơi? Hình như là Vân ngồi lên nó nặng là sao ấy. Có cái bên trái mà ơi. Gì? Nó nghiêng về bên trái mà. Ờ, anh xin lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Để có thể ngắm em từ xa. Ô em hơn. Cả nguồn sống bước chóp tu bé lại. Vừa bằng một bé ngân. Trong này em ơi, trong này, ù nó bắn rồi. Bắn trong này này. Yếu rồi, thằng này yếu cực. Anh chết rồi kìa. Ui tuyệt bố nó đằng sau đó kìa em ơi. Rồi luôn. Chỗ này là chỗ nào đây? Trên hầm, trên hầm, đổi hầm. Ui trên này không có xe đâu. Thế em cũng chưa nghe không nói yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Gặp ai cũng yêu à? Không, chỉ có em thôi. Em không yêu anh là anh tự chết cho em xem này. Không. Bye bye em nhá. Ok. Anh không ổn hết. Em hết. Anh tự anh đập đầu vào cây gốc cây luôn. Ôi, cái gì phải buồn hết. Thôi anh đập đầu. Thôi hiểu. Mấy người đâu thương tôi đâu. Ôi bị giật. Xe. Ông buồn này không quay lại à? Trời ơi, mấy đứa chat tiếng Việt đi mấy đứa ơi, anh không học được. Đi đâu rồi? Ui, thằng kia chuyển sang mạo ngôn ngữ. Ê, quay lại. Một thằng yếu em ơi. Chạy lại dựng kêu cho anh cái, một thằng yếu rồi. Khiêng đây, chạy lại nhặt đi. Đây, khiêng này. Em chạy lại nhặt đi. Watch out. Xong rồi khiêng ngay cho anh luôn. Rồi cứu.
thằng thằng thôi. Ui. Ui. Chết rồi, không có máu. Không có máu. Sao anh có? Hay gạt luôn. Gạt luôn. Thôi kia, ở từ từ, cứ bao máu đã. Em bao máu đi. Cay thế nhở? Ơ, anh tưởng thằng này nó bò chứ? Ơ, tưởng thằng này nó nốc rồi. Thằng này nó nằm giống bò vãi chưa anh em ạ. Ui, toàn mấy thằng rau dưa đấy. Ui. Không phải không ạ, tôi chỉ bắn nhựa thôi. Chế độ quan sát. Tôi chỉ bắn kiểu ấy thôi bạn ạ. Mấy ông biết không? Mấy tôi chỉ trả vờ là tôi bắn ngu thôi để cho Vân gáy tôi thôi. Hello Tùng Lâm nhá. Hơ đen rùi. Quá đen luôn. Nhân hai công lực chán quá. Bây giờ làm lại này mấy ông ơi, làm lại đi. Quá tham bà bận mà đúng không? Đâu phải là bà bắn ngu đâu, chẳng qua là tôi thử lòng thôi, thử lòng Vân xem thử như nào thôi. Em đếm từ 1 đến 5 đi. Nếu mà em đếm chuẩn là em 5 người yêu của anh. Đếm. Ừ, đếm từ 1 đến 5 đi. 1 2 3 5 1 2 3 5. Anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, em hãy đến đó mấy ngày đi. Kiểu nào cũng dính em ơi. Kiểu nào cũng dính cả. Chú đỏ P gặp Mão Ga bên nhá. À, ghê nhá. Em tin tưởng anh. À chà. Mấy ông nghe gì không? Em tin tưởng anh mà. Không lẽ bây giờ tôi phải tập trung tôi bảo với mấy ông nhá. Tôi sẽ không đọc comment nhá mọi người nhá. Cho này bắn thật cha hát luôn. Nhưng mà Vân biết gì không? Alo. Từ khi mà anh nói chuyện với em ấy, tự nhiên anh bị tiểu đường em ạ. Em biết tại sao không? Em biết tại sao không? Bởi vì giọng em ngọt ấy. Em ăn cơm chưa? Mẹ mỗi câu một hỏi. Chết thật. Chui ở nhà luôn này. Chui vào. Bố thằng kiểu thằng chui à? Có đã rồi. Ôi chết rồi, anh lên trên đồi rồi. Ờ, em kiểm soát xuống. Ui. Ui, kiểu kết. Em chết rồi. Nó nhặt được súng trước đây. Ê. Ở bên kia nó bắn kìa em ơi. Súng
Đen quá đen. Ok lại vậy. Ui chỗ, ồ chỗ này còn có xe này. Ok sao hai đứa cách biệt nhau thế? Xa nhau thế? Máu âm mưu quá. Tắt like đi, phát cầm chó trên like quá không thích đâu anh ơi. Quả cân 2 hợp lý không? Không lý, nhưng mà thằng đấy lượm được 30 viên đạn hả? À? Tại em lượm hết 30 viên của nó hả? À 60 viên á. Chơi hát đi, ok em ơi, chọn này cố gắng chơi hát. Nhưng mà gặp người thì vẫn bắn anh em ạ. Tôi không sợ, kiểu tôi không cởi danh ấy là tôi cũng không rén. Mình có kỹ năng mà. Chết, chết ngu thì ra làm cái mới thôi đúng không? Em vào nhà giữa cáu thật sự anh ạ, toàn gặp kê. Tất nhiên rồi, vào trong đấy toàn kiểu thằng nào chạy ngu phát chết luôn mà. Nó ngồi im không nghe được tiếng chân đấy. Vâng đợi anh tí nhá, anh loot xong chỗ này xong rồi anh phi ngựa sang rước em. Có ngựa luôn. Có ngựa luôn. Thôi cưỡi voi đi anh. Cưỡi voi á? Em voi thích cho nó. Em thích cưỡi voi là có voi luôn. Mẹ, lại lại thằng Khánh toàn lê kìa, mày chát cái gì đấy em ơi. Cái gì hợp moi cao su nao vai 49. Thằng nào bày bọn mày cái ngôn ngữ đấy vậy? Alo. Ai thì có anh cái. Thề ngôn ngữ khó chịu vậy. Hello tất cả mọi người nhá. Anh em đang xem like đừng quên để lại cho em xin một like nha mọi người ơi. Ôi là lúc cũng thuộc thích ác rồi đấy. Em có muốn bắt đạn thêm chưa? Chưa có gì hết. Em biết là em thiếu cái gì đúng không? Cái gì em thiếu ấy? Em thiếu anh đấy. Đây để anh phi ngựa sang đỏ con em nhé. Hờ mốc cạo. Không anh không đọc nó đâu. Chỉ có anh có tách dịch được không? Em được chị đó kết bạn rồi ạ. Ui sướng thế, anh còn chưa được kết bạn em ạ. Ngôn ngữ clan mình. Anh ở trong clan mà anh vẫn chưa biết được ngôn ngữ đấy là ngôn ngữ gì luôn đấy. Ngôn ngữ mồm của clan Fake. Anh em bên cái lan phách vui tính vãi trưởng. Nào lên xe vợ ơi, anh em bé ấy. Tôi gửi cái biểu quen mồm với ông ạ. Không. Kiểu những cái kiểu những người dễ thương như em á. Anh cứ bị nhầm em là vợ anh. Anh cứ tưởng là chúng mình đã cưới nhau từ lâu rồi ấy. Không, chỉ có em thôi. Anh báo cho em có thể đổi tên anh đổi tên Fake luôn. Em ạ, anh không có quyền nhé em ơi, bởi vì anh vào anh chỉ là thành viên thôi em ạ. Anh không có gì ở trong clan cả. Mình sang ở bên dưới em. Bạn đã thêm anh vẫn ở dưới luôn. Bạn mà bốn ở vẫn ở dưới luôn. Sao?
chỉ cứng người nhá. À, lại đến lượt thằng Jin nữa rồi. Cái gì vậy em ơi? Hình như là Vân ngồi lên nó nặng là sao ấy. Có cái bên trái mà anh kìa. Gì? Nó nghiêng về bên trái mà. Ờ, anh xin lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Để có thể ngắm em từ xa em hơn. Cả nguồn sống bốc chốc tu bé lại vừa bằng một bé ngân. Trong này em ơi, trong này nó bắn rồi. Bắn trong này. Yếu rồi, thằng này yếu cực. Anh chết rồi kìa. Ui, tuyến 4 ở đằng sau đó kìa em ơi. Rồi luôn. Chỗ này là chỗ nào đây? Hầm. Trên hầm, đổi hầm. Ui, trên này không có xe đâu. Thế em cũng chưa nghe không nói yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Gặp ai cũng yêu à? Không, chỉ có em thôi. Em không yêu anh là anh tự chết cho em xem này. Không. Bye bye em nhá. Ok. Anh không ổn hết. Em hết. Anh tự anh đập đầu vào cây gốc cây luôn. Ôi, cái gì buồn hết. Thôi, anh đập. Thôi hiểu. Mấy người đâu thương tôi đâu. Ôi, bị giật. Xe. Không buồn này không quay lại à? Trời ơi, mấy đứa chat tiếng Việt đi mấy đứa ơi, anh không đã học được. Đi đâu rồi? Ui, thằng kia chuyển sang mẹo ngôn ngữ. Ê, nó quay lại được, quay lại. Một thằng yếu em ơi. Chạy lại dựng kia cho anh cái, một thằng yếu rồi. Khiêng đây, chạy lại nhặt đi. Đây, khiêng này. Em chạy lại nhặt đi.
Watch out, watch out. Xong rồi kêu ngay cho anh luôn. Rồi kêu. Có hai thằng thôi. Ui. Ui. Chết rồi, không có máu. Không có máu. Sao anh có? Hai, gạt luôn. Gạt luôn. Thôi kìa, ơ từ, cứ bóp máu đã. Em bóp máu đi. Cay thế nhở? Hey, bọn mày toàn tướng trung, tướng tàu này hỏng rồi. Làm ơn. Chết rồi, không nghe được. Ui, ui, ạ chết. Bắt được. Sao thế nhở, mấy ông nhở. Cứ gặp cá là run thôi, anh em ạ. Khá là buồn. Tầm này mà tôi có cam là tôi ngồi tôi quỷ tôi lệ mấy ông luôn ấy. Làm ơn chat tiếng Việt đi. Trời ơi, toàn tiếng Ấn Độ, tiếng Trung, tiếng Tàu rồi mẹ các kiểu loại tiếng. Trời ạ. Anh em thương tôi không? Anh em thương tôi mà anh em kiểu đấy à? Mà không lẽ bây giờ ngồi dịch từ cá một luôn. Trận này tôi tắt mic không mấy ông ạ, xem bàn này bà có nói gì tôi không. Bù quá bù chu gì má, nó thằng Khánh toàn lê, nó đã chơi từ chung rồi mà nó còn việt sắp ra nữa anh em ạ. Thề luôn á. Đã tiếng Trung mà còn cả Việt sắp ra nữa kìa. Đừng tắt anh. Không, anh tắt mic. Tắt mic game này để xem được bạn này có nói gì anh không ấy, hiểu không? Nhiều khi bài tắt mic mẹ mic luôn mà. Bọn mày chat cái quần què gì vậy trời. Chắc tí nữa anh cắt cái đoạn này anh đăng lên TikTok. Mấy đứa em ở Việt Nam thi nhau nói tiếng nước ngoài. Ờ. Nó hiểu kiểu gì. Đấy, lại thằng Khánh lại thằng Khánh toàn lê nữa. Lại là mày.
Thế bắn ở đâu luôn anh em ạ? Thằng này nó tại sao nó leo lên lên được trên nóc nhỉ? Cày tí nhờ. Lại cái khu quần què này anh em ơi, không có xe. Để đây anh lùi bước về sau. Anh bắn trầm cảm rồi đấy anh em ạ. Quá trầm cảm luôn em ơi. Trời ơi, bọn mày làm ơn comment tiếng Việt giúp anh cái. Có đường lên đó. Anh cũng không biết đường lên chỗ nào luôn em ạ. Nó có nhặt súng rồi. Hôm nọ anh có... Nó leo thẳng lên trên lóc nhà ấy. Ồ xí xú mà ma su xí sủa. Bring up voice chat. 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 Thằng này giáp 10 à? Bên phải kìa em, ở bên trái kìa em. Ô, thằng này giáp 10 à? Thề nó bắn như thế mà không lốc rồi anh em ơi. Vãi cả trưởng thật ạ. Thôi off stream đi mọi người. Không anh trêu em đấy. Thôi off stream đi mọi người ơi, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nhá. Em off stream em đi ngủ, ngày mai em còn đi làm nữa mọi người ơi. Bye bye mọi người nhá. Bye bye Toàn Khánh Lê nhá. Bye bye Nguyễn Thanh Tùng, bye bye Kiệt Nguyễn. Anh bảo chị Vân ngủ ngon nhỉ. Bye bye Jin Jin nhá. Bye bye tất cả mọi người. Mọi người ngủ ngon nhá. Bye bye anh em nhá. Bye.